kính chào quý vị khán giả. Hồng Dao rất hân hạnh được đồng hành cùng với quý vị với những thông tin cập nhật đang nhận được sự quan tâm của quý vị khán giả trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Hỗ trợ nhu yếu phẩm cho đồng bào vùng lũ huyện Chư Mỹ và Quốc Oai. Mưa to liên tục do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 2 đã gây ngập lụt diện rộng tại hai huyện Chư Mỹ và Quốc Oai, thành phố Hà Nội. Trong hai ngày 29 và 30 tháng 7, Thành đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội đã đến thăm và trao những phần quà thiết thực ý nghĩa cho chính quyền và người dân nơi đây. Đoàn công tác Thành đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức trao tặng một xuồng hơi gắn máy, 2.000 áo mưa, 100 thùng mì tôm và 400 thùng nước đóng chai với tổng trị giá 200 triệu đồng cho cán bộ và nhân dân huyện Chư Mỹ. Tại huyện Quốc Oai, đoàn công tác đã trao tặng một xuồng hơi gắn máy, 2.000 áo mưa, 150 thùng mì tôm và 600 thùng nước uống đóng chai với tổng trị giá 190 triệu đồng. Bên cạnh đó, Thành đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội còn triển khai 3 hoạt động hỗ trợ nhân dân vùng lũ, bao gồm thành lập đội phản ứng nhanh có nhiệm vụ hỗ trợ vận chuyển bằng xe bán tải và xuồng hơi, đảm bảo cung cấp nhu yếu phẩm kịp thời đến các khu vực bị cô lập. Đội thanh niên tình nguyện hỗ trợ chính quyền và người dân trong và sau lũ, giúp đỡ việc dọn dẹp khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường. Và đội cung cấp nhu yếu phẩm chuẩn bị sẵn sàng các nhu yếu phẩm, đồ hộp, đồ đóng chai để cung cấp cho người dân, đảm bảo không ai bị thiếu đói trong thời gian ngập lụt. Chiều 29 tháng 7, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài đã cùng đoàn kiểm tra đi thị sát vùng rốn lũ trên địa bàn huyện Chương Mỹ, nơi hàng ngàn hộ dân bị nước cô lập do ảnh hưởng của cơn bão số 2. Đi cùng có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh. Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Chương Mỹ, do ảnh hưởng của bão số 2, từ 7 giờ ngày 22 tháng 7 đến 11 giờ ngày 29 tháng 7, lượng mưa đo được trên địa bàn là gần 374 mm. Mưa lũ đã khiến hơn 5,5 km đê thuộc địa bàn 11 xã Hồng Phong, Quảng Bị, Phú Nghĩa, Tốt Động, Thanh Bình, Thủy Xuân Tiên, Tân Tiến, Nam Phương Tiến, Hoàng Văn Thụ, Hữu Văn, Trần Phú bị ngập. 37 mét đê bị sạt lở, 24 thôn xóm bị ngập. Trong đó có 1.239 hộ dân bị ngập từ 0,5 mét đến 2 mét, 1.231 hộ bị ngập lối đi, hơn 2.000 mét tường bao bị đổ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Chương Mỹ Nguyễn Anh Đức cho biết, khi nước sông Bùi tràn qua đê, lực lượng chức năng đã tập trung di dời các hộ dân ra khỏi vùng ngập lụt. Đến thời điểm hiện tại, còn hơn 700 hộ vẫn ở trong các vùng ngập lụt. Ông Đức nói và cho biết lực lượng chức năng đang tập trung cung cấp nước sạch và lương thực cho bà con vùng lũ. Tại cuộc thị sát, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài đặc biệt lưu ý thông tin cụ thể về số lượng người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Theo báo cáo của lãnh đạo huyện Chương Mỹ, huyện đã di dời đến nơi an toàn khoảng 1.300 hộ dân. Hiện vùng lũ lụt còn khoảng 700 hộ với khoảng 1.000 người bám trụ. Bí thư Hà Nội đặt vấn đề về việc bà con sinh hoạt đi lại như thế nào, lương thực thực phẩm, nước uống nấu nướng ra sao, các trường hợp ốm đau xử lý thế nào. Sau khi nghe trả lời từ lãnh đạo huyện Chương Mỹ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài đánh giá cao sự chủ động ứng phó với hậu quả lũ lụt. Tuy nhiên, bà Bùi Thị Minh Hoài cho rằng cần dự báo trong những ngày tới tình hình mưa lũ thế nào để có phương án chuẩn bị. Các đồng chí để chủ động sơ tán dân, hạn chế tối đa thiệt hại gây ra. Rất biểu dương tinh thần của lãnh đạo, các đoàn thể ban ngành, các chiến sĩ đã huy động bốn tại chỗ rất tốt. Bí thư Thành ủy Hà Nội nói, chỉ đạo trực tiếp tại hiện trường, người đứng đầu Thành ủy Hà Nội cho rằng vấn đề quan trọng nhất hiện nay là đảm bảo tính mạng cho người dân vùng ngập lụt sông Bùi. Bằng mọi cách kể cả cưỡng chế, phải di dời khẩn cấp 700 hộ dân ra khỏi vùng ngập lụt. Bí thư Thành ủy Hà Nội nói, đồng thời yêu cầu lực lượng chức năng huyện Chương Mỹ và thành phố Hà Nội đảm bảo an sinh xã hội cho các hộ dân ở vùng ngập lụt. Có thể 10 ngày, nửa tháng chưa chắc đã xong thì phải tính đến an sinh xã hội, phải tính đến làm sao hỗ trợ cho dân có chỗ ở, tiếp tục phải vận động lá lành đùm lá rách hoặc chi viện từ các huyện hoặc lên thành phố sẽ bàn. Có nghĩa là phải đảm bảo cho dân khi sơ tán phải có cuộc sống tương đối ở mức tối thiểu, đảm bảo sức khỏe không để dân đói, dân rét. Đặc biệt phải quan tâm ưu tiên số 1 với những người già, cô đơn, yếu thế trong xã hội, người tàn tật.
đã làm tốt rồi thì phải tiếp tục làm tốt, vượt qua khó khăn. Bà Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh. Ngoài ra, Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng lưu ý các lực lượng theo dõi kỹ diễn biến tình hình đê điều. Thường trực Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố luôn bám sát để chỉ đạo. Khi lũ qua đi, phải nhanh chóng ổn định đời sống người dân, đảm bảo vệ sinh môi trường, tránh phát sinh dịch bệnh. Quảng Ninh khắc phục hậu quả mưa lớn. Vào rạng sáng 30 tháng 7, ở Quảng Ninh có mưa to, một số nơi mưa rất to. Thành phố Hạ Long là nơi bị ảnh hưởng nhiều nhất, nhưng may mắn không có thiệt hại về người. Hiện nước đã cơ bản rút, các lực lượng chức năng đang xử lý, hốt dọn ở khu vực bị sạt lở, ứ đọng bùn đá. Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến phố của thành phố Hạ Long bị ngập úng cục bộ như phường Bãi Cháy, Hồng Hải, Hồng Hà, Hoành Bồ, Trần Hưng Đạo, Ít Kiêu, Hà Tu, Hà Trung, Bạch Đằng, Hồng Gai. Mưa lớn làm sạt lở kè tự xây, tổ 6 khu 1B phường Hồng Hải và kè mái ta luy dương đường Đặng Bá Hát, tổ 13 khu 1 phường Hồng Gai. Nhiều khu vực bị nước ngập tràn vào nhà dân. Một người dân ở phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long thông tin, nhiều nhà dân trên tuyến đường Nguyễn Văn Cừ bị nước ngập vào nhà khoảng 15-20cm, nhà nào thấp thì ngập sâu hơn. Khoảng 8 năm nay, bà chưa thấy mưa lớn như thế. Ngay trong đêm 29 và sáng 30 tháng 7, thành phố Hạ Long đã chỉ đạo lực lượng chức năng tổ chức di rời các hộ dân bị ảnh hưởng và trăng dây cắm biển cảnh báo tại những khu vực bị sạt lở, di rời khẩn cấp 3 hộ dân tại khu 2, khu 5, phường Hà Trung và 3 hộ dân ở khu 1, phường Hà Khánh đến nơi an toàn. Các địa phương đã khẩn trương thực hiện biện pháp, phương án ứng phó với tình huống mưa lũ, giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn cho người và tài sản. Lãnh đạo cán bộ phường Hồng Hà đã phối hợp với Ban Quản lý Dịch vụ Công ích thành phố Hạ Long mở nắp cống khu 2 vào lúc 24 giờ đêm 29 tháng 7 để xử lý ngập úng tại khu 2, khu 4 do mưa lớn và nước mưa từ khu vực đồi khu 1, khu 3 chảy xuống. Ngày 30 tháng 7, các công ty môi trường đã điều động xe bồn rửa đường, máy cầu, máy xúc và công nhân đi hót dọn, rửa những điểm bị bùn đất, nạo vét, khơi thông cống thoát nước. Một nhân viên công ty môi trường Tuấn Đạt cho biết, để kịp thời dọn vệ sinh, khơi thông các tuyến phố bị ngập nước, công ty đã huy động tối đa công nhân. Đối với các điểm bị ảnh hưởng nặng hơn, công ty điều động công nhân từ nơi khác tới cùng hỗ trợ, sớm khắc phục, hót dọn bùn đá để nhân dân đi lại thuận tiện. Mưa lớn kéo dài ở Hạ Long, nhiều hộ dân phải di rời khẩn cấp. Do ảnh hưởng của cơn mưa lớn kéo dài từ chiều 29 đến sáng 30 tháng 7, đã khiến nhiều khu vực ở thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh bị ngập sâu, có nhà nước dâng tới 1,2 mét. Trên địa bàn thành phố Hạ Long, một số tuyến phố và nhà của các hộ dân tại các phường Bãi Cháy, Hồng Hải, Hoành Bồ, Trần Hưng Đạo, Ít Kiêu, Hà Tu, Hà Trung, Bạch Đằng, Hồng Gai đã bị ngập úng sau trận mưa lớn. Tuyến cống từ trên đồi FLC chảy xuống tổ 5, 6, khu 3 kéo theo bùn đất chảy tràn vào các nhà dân và ra quốc lộ 18, đoạn qua phường Hồng Hà, khu vực mương thoát nước liên phường, khu Bò Xính thuộc khu 3 và khu ngõ 4 đường Cao Thắng ngập sâu khoảng 0,6 mét, ngập cục bộ tại nhà văn hóa khu 4 phường Hà Tu. Một số tổ ở khu 1, khu 2, khu 4, mực nước ngập từ 20cm đến 120cm. Có khoảng 15 hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp ở phường Hà Trung. Khu vực Hồ Điều Hòa phường Ít Kiêu bị ngập cục bộ, nước ngập từ 0,2 đến 1,2 mét, tràn vào nhà dân, nhấn chìm đồ đạc, xe cộ. Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, rạng sáng 30 tháng 7, tuyến kè tại tổ 6 khu 1B phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã bị sạt lở, gây hư hỏng một gian nhà cho hộ dân phía dưới. Để đảm bảo an toàn cho người dân và có phương án khắc phục tình trạng sạt lở, ngay trong sáng 30 tháng 7, Ủy ban Nhân dân phường Hồng Hải đã tổ chức di rời khẩn cấp 7 hộ dân ra khỏi khu vực này. Theo đó, các hộ dân trong khu vực có nguy cơ bị sạt lở đã được Ủy ban Nhân dân phường di rời về nhà văn hóa khu 1B. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân phường cũng đã tổ chức căng dây, bố trí phủ bạt khu vực bị sạt lở. Cũng theo thông tin của Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long, trước tình hình mưa kéo dài, Ủy ban Nhân dân phường Hà Khánh đã thực hiện di rời 3 hộ dân tại tổ 1, khu 1 vì có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn. Phường Hà Trung triển khai di rời khẩn cấp 3 hộ dân ở vùng có nguy cơ cao đến nơi ở an toàn. Trong đó có 1 hộ tại tổ 47, khu 5 và 2 hộ dân ở vùng trũng bị ngập úng cục bộ tại tổ 14, khu 2. Hiện Ủy ban Nhân dân phường Hà Trung cũng đã tiến hành di rời khẩn cấp các hộ dân ở trong vùng có nguy cơ cao về sạt lở. Thành phố Hạ Long cũng yêu cầu Ủy ban Nhân dân các xã, phường
tiếp tục huy động nhân lực, vật lực, tổ chức kiểm tra, rà soát các khu vực có người dân đang sinh sống ở các tuyến đồi cao, khu vực vùng trũng, tiến hành phong tỏa các khu vực có nguy cơ sạt lở để cảnh báo, đảm bảo an toàn cho người dân, đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát, theo dõi để có hướng xử lý khi xảy ra các sự cố khẩn cấp. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Hồng Dao rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị dành cho các chương trình trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào khác. Xin chào và hẹn gặp lại!